Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip này về vị tướng Ryoma. Hôm nay thì có một bạn vừa mới cho mình mượn thôi. Đầu tiên thì mình sẽ trang bị cho nó sơ qua một tí nhá. Đấy. Đây cái món đây là đầu tiên thì mình sẽ làm trang bị cho nó là thương long này. Cái món thứ hai sẽ là giày kim cường nhá. Đấy, áo choàng băng giá, thương xuyên phá, huân chương choi. Còn cái món cuối cùng ấy thì là giáp thống khổ. Cái này thì mình cũng ủa kim cương nằm à. Thôi trận này mình chỉ đi test tướng thôi, mình sẽ đi đánh thường nhá. Nói chung là cái con này mình cũng chưa chơi bao giờ nữa, đây là lần đầu tiên mình chơi luôn. Hôm nay mới mở Facebook ra, đang chuẩn bị tính làm clip gì đây. Có bạn này nhắn tin cho mình, bạn hỏi anh làm tướng mới chưa. Chưa, anh có biết tướng mới nó ra khi nào đâu. Thế là em cho anh mượn này thì chắc chắn là con này rồi. Đấy, Ryoma. Đâu rồi, đi kiếm nó cũng hơi mệt đấy. Nick của bạn này thì tướng quá trời luôn. Tướng mà nhiều như quân nguyên ấy, kiếm mà muốn mòn mỏi luôn ấy. Hồi nãy mình có vào tướng rồi, hình như bạn ấy chỉ thiếu 5 tướng là full. Thiếu Batman với cả mấy con linh tinh ấy. Có 5 con này, 5 hay 4 con gì là full tướng rồi đấy. Ghê chưa? Rồi cao bồi kìa, cao bồi miền Tây kìa. Để xem nào, mình đọc là kiếm quyết nội tại. Sau mỗi 5 giây đòn đánh kế tiếp của nó sẽ phóng ra một kiếm khí. Đấy chà, 5 giây là phóng ra một chiêu. Ghê nha, ghê nha. Thần hành bách biến à. Lùi lại để tung một đường kiếm cực mạnh, gây sát thương kẻ địch lân cận. Ái chà chà. Nếu mà chúng thần hành bách biến chúng mà thì sẽ được giảm 3 giây hiệu ứng không cộng dồn. Cái món thứ hai sẽ là rút kiếm là chớp nhoáng, gây 330 cộng 349 sát thương vật lý. Nên kẻ địch chúng phải ấy. Chưa đọc xong mà. Thôi kệ, từ từ vào xong mình sẽ đọc sau nha. Thì nói chung là cái con này thì mình được biết được thông tin của nó là đổi bằng một viên đá quý đấy. Không biết mọi người có ai mà tích lũy nó rồi thì xúc thôi. Chắc có lẽ mình thì còn mấy nick kia mình còn một xíu gọi là ruby ấy. Chắc là tí nữa mình cũng vào là, gọi là thử vận may coi xem nó như thế nào đây. Nhưng mà chắc chắn sẽ khó khăn lắm đây. Tại vì con tướng này nó mới ra mà. Không biết nó có mạnh như không đây nữa, mình cũng chưa biết nữa. Để vào trận test tướng cho mọi người xem luôn. Tem mình có Nakaros luôn à. Ok nha, bên kia thì Triệu Vân, Zuka. Thì trận này không biết mình gặp ai đây. Có lẽ sẽ gặp Du Béo, Triệu Vân với cả Gindu đi một đường, Azenka đi đường giữa. Thôi kệ, không sao. Để xem trận này sẽ như thế nào đây. Tem mình thì có 2 kim cương, 2 bạch kim, 1 vàng. Đánh thường á thì sẽ gặp vàng với cả bạch kim ấy chứ. Nếu mà đánh xếp hạng thì kim cương với kim cương thôi, không có bao giờ mà gặp được những vị tướng khác đâu. Thì nói chung là đây là trận đầu test tướng, mình không dám thử sức mạo hiểm vào cái rank đánh rank, cũng như là mình sợ mất sao của bạn ấy á. Nếu như mà để tí nữa mình hỏi thử bạn ấy xem nào, mình sẽ vào xếp hạng làm trận luôn. Ê bạn ơi, nhầm đường lạc lối sao bạn ơi. Ôi con này không tốn mana này, ngon không? Đây mình sẽ tăng cái chiêu một phát nhỉ. Ô nó lùi lại à. Ấy sao mà giống Nakaros vậy. Để xem nào, bây giờ mới biết rồi nha. Mình cũng còn chưa quan tâm điểm tướng, không biết chiêu này như nào nữa, không biết nó đánh kiểu gì luôn. Từ từ đã, để xem nào, từ từ bình tĩnh gấp gáp gì nào. Á chà chà, này thì chơi này. chơi không? Ừ ngơi chơi. Ơ làm tí nào. Chiêu 2 thử test hàng cái coi. Úi dồi choáng luôn. Ồm ngon. Cái gì ấy, chạy đâu đấy. Cái đang có nội tại rồi nha. Đừng có giỡn mặt nha. Này hổ báo này chơi không? Ừ chơi làm tí. Nào, bước vô. Không à, nó chạy về à? Con này được cái đánh xa ghê ấy. Đấy, chém luôn, sợ gì nó. Đây là con gọi là chim kỳ cục nhá. Ngày xưa là con rùa kỳ cục nhưng bây giờ nó thành con chim rồi. Giờ mà bạn ấy ra mình xúc cho một cái, choáng một cái, đánh thường một cái, bộc phá một cái, ui sổ, ôi bốc hơi một cái. Ôi lúc một cái kịch bản gọi là được đặt sẵn ra rồi, chỉ việc lên phim thôi đấy. Kinh gớm chưa? Mình là một đạo diễn có tay nghề mà. Ai chà chà cái gì đấy. Ôi thôi xong rồi, cái con chim của mình nó cướp mất rồi. Chơi xấu thế, chơi đi cướp chim của người ta vậy à. Bạn thì vớ vẩn không? Từ từ bình tĩnh cái nào, mình chọc cho phát này. Úi giời, con này chọc xa thế nhở. Được đấy, ôi nếu mà, ôi bắn gì à.
cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Này này này, hổ báo này, làm tay làm tí không bạn, làm tí không, choáng luôn, ngon quá. Ôi choáng cái bạn ấy, bạn ấy hoảng hốt mà nó chạy luôn rồi. Đâu 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 đâu, ý trời ơi, né này, úi trời ơi, lạng lách, úi giời, đang lạng lách đánh võng mà choáng được luôn à, kinh thế. Thôi đi về, tay mình bây giờ, tay bên kia vẫn đang gọi là chưa thấy rau chanh mấy nhỉ, cấp 3 rồi mà không thấy rồi này là chín công đầu gì hết vậy, chờ lâu quá. Mình chắc phải giết Triệu Vân để lý trí công đầu cũng được ấy. Loạn chảm à. Được hồi. Ôi cái này, cái chiêu cuối này giống cái con Zephy nhỉ. Cái chiêu cuối của con này nó lại giống cái con Zephy cái chiêu 2 ta. Cũng được hồi máu luôn, ngon. Từ 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 từ, bình tĩnh, mình lấy cấp 4 ra, mình thử chiêu cuối cho mọi người xem luôn. Hãy xem tới đây, chọc này, úi giời, chọc chưa, xứng chưa. Ừ, chơi này, chơi. Nào, chơi không, này chơi không, chơi không, chơi không. Ồ, quá đi luôn. Không phá đi luôn. Này, nó lành cái nào ngay. Nhè. Ừ. Nào, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Hãy cứ bình tĩnh thôi. Chỉ là trận test tướng thôi mà. Cái này thì một viên đá quý mình thấy cũng khá là ngon đấy. Ôi dồi ôi, sao nó mạnh thế này cơ chứ. Mình thích nhất là cái điểm đó là không tốn mana, có thể sử dụng chiêu và thoải mái, không cần phải suy nghĩ về nước Mỹ. Đấy, nước Mỹ đã có Donald Trump rồi, không việc gì phải lo cả. Đấy, ăn rừng rất là nhanh nhá. Thế mình nghĩ thì con này có khả năng đi rừng được đấy. Ủa chọc này. Nhưng mà không biết cái chiêu 2 của nó trứng với cái con quái nó có bị choáng không ta. Hình như không phải. Mình cũng chưa thử nó, mình thử chọc cái con rồi mà không thấy nó bị choáng. Đấy, choáng đâu. Nếu mà choáng con quái nó thì tuyệt vời. Cái con này có chiêu 2 rất là lợi nhá. Nếu như mà bị kẻ địch truy đuổi á, mình trưởng chiêu 2 cái là bị choáng thì mình chạy về thôi, ai làm được cái gì đâu. Chiêu 1 thì lướt nữa. Nhưng mà cái chiêu 1 con này lướt lại giống nạc cà rốt. Lướt ngược. Đấy, mình phải kéo ngược. Này, ví dụ kéo đấy, kéo ngược cái này này. Chọc này, làm sao. Chơi không? Ủa ôi, nó đâm lên chiêu cuối nó hồi máu mà. Chiêu cuối là hồi nhanh đấy chứ. Ôi dồi ôi, ngon. Chọc này, chơi không? Ủa, chiêu cuối nó hồi nhanh thế nhờ. Chơi phê đấy, chơi con này phê rồi đấy. Thì con Zephy thì nó cái chiêu sử dụng chiêu rất là phê, nhưng mà lại tốn mana. Con này không tốn mana mới đau chứ. Ê, cho hai con này cắn nhau chơi. Đừng đừng đánh. Đấy, úi giời ơi. Chào nào, úi giời ơi. Đuổi nhau này, úi giời ơi. Con chim. Chim đứng lại cho anh lính khều nhẹ coi nào. Cố lên. Lính ơi, lính lag gì. Úi giời ơi. Một con này cứ cầm cái con lính nó cầm cái rìu phải không? Cầm cái gì cứ mổ thôi, còn chim thì cứ tung bay, tà áo tung bay thôi, giống như một đôi nam nữ ấy. Úi dồi ôi, một phát chết luôn bạn Triệu Vân kìa. Đấy, ghê chưa, ghê chưa. Bạn Triệu Vân, bạn làm gì, bạn cứ đứng như ngơ, chán bạn thế, chết nhảm quá. Đây 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 đây, một đôi nam nữ đây vẫn đang đuổi nhau. Mấy cái con quái này giống như là người con trai, còn con chim giống như một người con gái. Vâng, con trai thì anh tặng em món quà này. Ừ, em không chịu đâu. Trời ơi, con chim kêu em không chịu đâu. Rồi cái chép mặt mà tung tăng thôi. Và ai cả trưởng, chọc cho bạn chết luôn này. Bạn vớ vẩn à. Rồi, cái trụ xong rồi, mình sẽ ra lấy cái trụ ở đường giữa nha. Chém này, con này thì được cái là đánh khá là xa. Đánh thường cũng khá là xa đấy. Không biết có phải không đấy mà mình cảm giác thấy vậy. Đấy, 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 đấy. Nhất là cái nội tại của nó ấy. Ngon. Ghê chưa, phê chưa. Trời ơi, đang được. Cái đôi nam nữ này nó vẫn cứ là một người thì tặng quà, cả một người cứ ướt nhẹo, ướt nhẹo. Ừ, vẫn thế. Sao, chơi không, chơi không. Hay, hay. Chơi hồi đầu vậy là hay đấy. Lùi lại một phát là chết này. Tôi có chiêu 2, chiêu cuối một phát à. Ôi dồi, nó vẫn còn cái nẹo nhau ở đây trời. Thôi được rồi. Trời ơi, Liên Quân ơi, thôi lơi. Lơi gọi là đây là một cái trận chiến không khoan nhượng. Không phải là nơi tỏ tình. Tặng quà ở đây nghe chưa. Vớ vẩn quá. Úi dồi ơi, thôi. Tớ không làm phiền cậu, ok. Mình sẽ không làm phiền hai đứa các bạn. hai đứa các bạn mới kinh chứ. Chọc này, úi giời, ngon chưa? Phê chưa? Ủa ôi, con này thì ăn rừng cho mình nghĩ là rất là nhanh đấy. Ê, đừng quay con này con tớ.
sao vậy? Ui giời ơi. Ê, xin lỗi. Chứ làm phiền nhá. Đi đi đây. Tớ không đứng lại đâu. Chặt một phát chết luôn này. Ê, giờ bỏ phá là đi ngay. Không có gì suy nghĩ cả. Nào. Ủa, ôi đẹp quá. Chơi. Ôi ngon. Lóc bồ tát luôn kìa. phê. Rồi làm thêm phát nữa cho nó máu lửa nào. Rồi ok, trận đấu ngày hôm nay có lẽ sẽ kết thúc ở đây thôi. Tại mình kia chết. Ủa, đầu hàng luôn rồi còn đâu. Phê quá. Vâng, và đôi nam nữ họ vẫn đang gọi là trao đổi yêu thương ở bên dưới. Không biết giờ này thì sao rồi, biết đây chứ. Đấy. Sao lại bay na là MP à? Ê, kinh nhỉ. Sao nào, hơn mình là cái gì mà kê vậy? Hỗ trợ 8 mạng. 4 cộng 2 là 6. Ôi. Không ăn thua. Ôi, ok, xin chào tất cả mọi người nha. Có lẽ rồi, team mình thì mạnh quá rồi, team mình kia thì không ăn thua. Nhận phần thưởng cái đã. Bây giờ mình làm thêm một trận nữa cho mọi người xem nhỉ. Xem nào. Làm trận nữa hả? Mình xem mình suy nghĩ cái đã. Ôi mà thôi, chắc có lẽ mình sẽ dừng ở đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip này nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Chắc có tí nữa mình sẽ làm sao.